Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Amstarcop, đơn vị chuyên cung cấp và triển khai giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, và mình là Tú. Hôm nay chúng ta sẽ, trong cái video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào cài đặt Astrology một cách cơ bản với ổ cứng, phụ kiện đầy đủ nhất có thể. Và đây là một cái video hoàn toàn thuần về hướng dẫn. Đầu tiên, Astrology thì không có đi kèm với ổ cứng mà chúng ta mua ổ cứng kèm theo. Và một trong những ổ cứng mà Tú thường hay hướng khách hàng tới sử dụng nhất đó chính là CGS Iron Wolf. Và đây, trên bàn là Tú đang có sẵn 4 cái ổ cứng 8TB của CGS Iron Wolf, ổ cứng chuyên dụng dành cho Astrology. Cái việc lắp ổ cứng vào thì cũng là rất là đơn giản luôn. Nhấn vào trong đây, layer này ra rồi nha. Hai cái phần này nó sẽ có hai cái cây này là hai cái cây nẹp ổ cứng lại. Chúng ta lắp cái ổ cứng vào, chúng ta phải tháo cái này ra và lắp cái này lại. Và sau khi mà chúng ta đã kết nối ổ cứng vào trong thiết bị NAS thành công rồi, thì chúng ta tiếp theo cần làm đó chính là kết nối nguồn điện cũng như là internet vào trong thiết bị này. Rất đơn giản, đầu tiên chúng ta sẽ tìm những cái hộp phụ kiện mà đi kèm khi mà chúng ta mua thiết bị NAS. Khi mà chúng ta mở hộp phụ kiện này ra, bên trong sẽ có hai cổng dây LAN. Và tất nhiên số lượng cổng dây LAN này sẽ phụ thuộc vào thiết bị phần cứng mà các bạn mua. Mua ở đây các bạn lựa chọn là gì. Tiếp theo đó sẽ là một cái bộ chìa khóa. Và đây chính là cái nguồn điện. Kết nối cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc kết nối nguồn điện vào đây và kết nối dây LAN vào đây. Và đặc biệt nếu như bạn nào chưa biết thì các cổng LAN này chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái việc là gộp băng thông. Đấy, nghĩa là sao? Nếu chúng ta có đường truyền nhanh và ổn định hơn rất là nhiều. Sau khi mà chúng ta kết nối nguồn điện vào thiết bị NAS này cũng như là cổng LAN và kết nối về mạng internet, việc tiếp theo chúng ta sẽ làm là gì? Cài đặt hệ điều hành DSN cho thiết bị NAS. Và việc chúng ta làm ở đây là chúng ta sẽ vào cái trang web gọi là file.synology.com. Và bây giờ mời các bạn xem cái màn hình hướng dẫn cài đặt từ đây em sẽ cấp triển khai nhé.
pháp có thể triển khai với Nationality thì các bạn chần chừ gì nữa hãy liên hệ ngay với Emstarcorp theo đường link và số điện thoại ở bên dưới. Và hiện tại Emstar đang là service provider của Nationality tại Việt Nam và sở hữu showroom trải nghiệm Nationality duy nhất tại Việt Nam, và địa chỉ đó là tầng 1, 75 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Mình là Tú.